Công tác tư tưởng, đi trước, đón đầu đã được nhấn mạnh tại nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mục tiêu là đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng, tăng cường tính chiến đấu, giáo dục và thuyết phục trong tuyên truyền. Nhằm học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhìn nhận sâu sắc nghị quyết đại hội 13 và kế thừa truyền thống, đi trước, mở đường, ngành tuyên giáo đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập chưa được kịp thời giải quyết thỏa đáng, dẫn đến dư luận tiêu cực và tâm lý xã hội bất ổn. Các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng tâm lý này để tung tin đồn, thông tin giả, nhằm tạo ra những nguy cơ gây mất an toàn chính trị xã hội. Việc vô tình chia sẻ những bài viết mang màu sắc tiêu cực và thông tin sai sự thật cũng góp phần vào việc lan truyền những cơn sóng tiêu cực trong dư luận. Để đối phó với những chiêu trò ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, ngành tuyên giáo đã chủ động đi trước, đón đầu trong công tác tư tưởng. Đây là biện pháp hiệu quả nhằm dự báo sớm, nhận diện đúng và nắm bắt kịp thời những nguy cơ tiềm tàng, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để ổn định tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo thông tin từ đội ngũ làm công tác tuyên giáo, cơ quan chức năng quan tâm đến những vấn đề thông tin từ quần chúng. Ban tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội định kỳ và đột xuất tại các cấp ngành và địa phương, tổng hợp phản ánh tình hình xã hội từ nhiều nguồn, phản ánh của nhân dân, dư luận từ cơ sở, hội nghị, hội họp và báo chí. Nhiều địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Nghệ An đã tạo mọi điều kiện, cơ chế để các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tham gia vào việc tổng hợp, phân tích tình hình nhân dân chính xác, kịp thời. Mỗi cơ quan, đơn vị nắm số liệu, tư liệu liên quan tới tình hình nhân dân ở từng địa bàn, từng lĩnh vực, khu vực. Trên cơ sở đó, tổng hợp, phân tích qua các kênh thông tin của cả hệ thống chính trị làm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An kịp thời tham mưu đề án, nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Đây là biện pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lý, đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Năm 2022, hơn 2.200 vấn đề dư luận xã hội được Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổng hợp và có hơn 600 vấn đề được dự báo, kịp thời đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm xử lý hiệu quả. Các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, ngành tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu dự báo chính xác tình hình, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong đảng và nhân dân. Công tác tuyên giáo đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Ngành tuyên giáo luôn có mặt kịp thời, đúng lúc ở những thời điểm quan trọng như trong phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, triển khai các công trình, dự án lớn, những vụ việc nổi cộm phát sinh. Ngành tuyên giáo cũng phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh về tư tưởng, cổ vũ, động viên, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục toàn xã hội tự giác thực hiện. Chủ động đấu tranh tư tưởng với 3 lần phối hợp tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, chủ động phối hợp đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng, nhà nước ta, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường niềm tin, khát vọng phát triển và khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đổi mới việc quán triệt, vận hành nghị quyết của Đảng. Một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là lãnh đạo bằng cương lĩnh, chủ trương lớn trên các lĩnh vực thông qua các nghị quyết. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong thời gian qua, ngành tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã diễn ra, do Ban Bí thư chủ trì, tổ chức ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2021. Hội nghị có đông đủ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, cùng gần 1 triệu cán bộ, đảng viên ở hơn 7.400 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc, có cả đảng viên ở ngoài nước. Đây là hội nghị học tập nghị quyết của Đảng có quy mô lớn nhất đến thời điểm đó và là lần đầu tiên cán bộ, đảng viên ở cấp xã, phường, thị trấn trong toàn quốc được dự hội nghị học tập nghị quyết của Đảng do Trung ương trực tiếp tổ chức, được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có trình độ, kiến thức chuyên sâu và nhiều năm kinh nghiệm công tác. Nội dung, tinh thần của nghị quyết đại hội toàn quốc của Đảng được phổ biến thẳng đến cấp ủy cơ sở, cùng lúc với cấp ủy các cấp và cấp ủy trực thuộc Trung ương. Từ sau hội nghị trực tuyến này, nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng được ngành tuyên giáo triển khai tích cực, hiệu quả. Các hội nghị quan trọng như Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng,
năm 2021, hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, năm 2022, hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 và nhiều hội nghị quan trọng khác của Trung ương đều do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì quán triệt, chỉ đạo thống nhất công tác triển khai thực hiện. Điểm mới của các hội nghị này là ngay cùng lúc, cả hệ thống chính trị được đồng loạt quán triệt từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ sớm thống nhất nhận thức, nhiều vấn đề mới quan trọng được kết hợp chương trình hành động và triển khai từ sớm. Trước đây, việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng thường được tổ chức theo hình thức quán triệt trực tiếp theo phân cấp, sau đó các đồng chí báo cáo viên tiếp tục thông tin, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đến các cấp trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Điều này vô hình chung làm cho nghị quyết được ban hành rất sớm nhưng lại bị tắc nghẽn vì công tác quán triệt, học tập đến công tác triển khai, vận hành ở các cấp. Có trường hợp, việc quán triệt nghị quyết diễn ra trong suốt cả năm, kéo chậm tiến độ triển khai chương trình hành động và các khâu, các bước khác trong lãnh đạo triển khai nghị quyết vào thực tiễn. Trước thực tế này, Ban tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết từ trực tiếp sang trực tuyến, từ học tập, quán triệt riêng lẻ ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương sang phương thức học tập chung, trực tuyến toàn quốc từ Trung ương cho đến cơ sở. Nhờ đó, những vấn đề cốt lõi trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được phổ biến, quán triệt đến tận cấp cơ sở, đến từng cán bộ từ cấp xã, phường, thị trấn. Hơn nữa, nhờ quán triệt tập trung bằng hình thức trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, sớm nhất. Cách làm này cũng giúp tránh được những sai lệch trong nhận thức, rơi vãi, nội dung nghị quyết trong quá trình tổ chức học tập qua nhiều cấp, lại tiết kiệm được nguồn kinh phí khi tổ chức cùng lúc nhiều hội nghị học tập nghị quyết ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Đây là những yếu tố quan trọng bảo đảm sự thống nhất từ chủ trương cho đến nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. Lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành tuyên giáo các cấp đã tham mưu học tập quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương, các chương trình hành động của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động phối hợp tham mưu đề xuất, hoạch định những chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo.